Để có được tự do tài chính thì bạn phải đầu tư. Mình tên là Đan Nguyễn, tới từ Tiên Academy, kênh về đầu tư, tư vấn doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Thì rõ ràng rồi, để bạn có được cái tự do tài chính, để bạn có được lấy lại được thời gian cho chính mình, để bạn có được cái thời gian đó thì bạn phải biết đầu tư. Thì trước đây Daniel có một cái công ty, thì tiền thì có nhiều, nhưng mà lúc đó Daniel không có thời gian mà robot để nghiên cứu về cái đầu tư. Có nhiều lúc mà Daniel mua vàng, Daniel còn bỏ dưới những cái chậu cây ở trong nhà nữa. Và nhiều lúc mà tiền á, không biết là làm sao, tại vì riêng Daniel từ nhỏ đến lớn thì Daniel không có tin tưởng nhà băng, thì Daniel lấy hết mấy cái cọc tiền đó ra, rồi Daniel còn bỏ nó vô trong những cái bình sắt nữa, những cái bình sắt mà mình uống nước á, Daniel bỏ lên trên nóc nhà. Ok, thì mình nghĩ lại thì ngay bây giờ trong cái những cái bạn trẻ hay là những cái bạn mà có một cái lứa tuổi nào đang làm có rất là nhiều tiền nhưng không biết tiền để làm gì hết, không biết lấy cái đồng tiền đó để xin lời. Bạn lấy có thể là bạn cũng đã đang làm những cái cách giống như Daniel, lấy tiền bỏ dưới ghế sofa, bỏ lên trần nhà, bỏ mua vàng giấu dưới gốc cây. Nhưng mà những cái đó là những cái mà gọi là không phải đầu tư, cái đó gọi là đi dính tiền, giấu tiền, chứ không phải đầu tư. Và bạn cứ nghĩ đi, nếu mà cái tiền của mình á, tại vì lạm phát nó đang xảy ra như vậy, khoảng mười mấy phần trăm mỗi năm, giống như bây giờ 100 đô của bạn đi, bạn lấy bạn bỏ vô một tủ sắt, bạn khóa nó lại, không sử dụng nó, thì qua một năm trời á, thì 100 đô nó còn xuống lại khoảng cỡ 80 mấy đô. Cái giá trị của đồng tiền nó chỉ còn 80 mấy đô à. Thì đơn giản nó là vậy. Xin lỗi, cái video này nó hơi rung chút xíu, tại vì Daniel đang ở trong cái xe. Thì bởi vì vậy thì bạn phải biết cái đầu tư. Thì rõ ràng là bây giờ đặt ra câu hỏi thì ai cũng hỏi luôn, ô đầu tư cái gì. Và những cái video trước đây Daniel làm về đầu tư á, tại vì Daniel không, cái kênh của Daniel không có quảng cáo, và lúc mà Daniel làm cái video về đầu tư á, thì nhiều người coi hơn, tại vì có thể là cái đó là cái quan tâm, cái mà ai cũng quan tâm tới, và ai cũng muốn xin xôi lấy cái tiền của mình, lấy cái vốn của mình để đem đi để xin lời, đúng không? Thì bạn có thể coi tham khảo cái video, mình sẽ bỏ một cái link ở dưới sau đây cho bạn tham khảo sâu hơn. Ok, thì ngay bây giờ là việc mà tăng trưởng lợi nhuận đầu tư thì là đầu tư vô tiền điện tử BTC, Bitcoin là cái tiền, là cái đầu tư mà có thể sinh lời nhiều nhất ngay bây giờ. Và sau đó là giống như là có thể là vàng và bất động sản, tiền Trung Quốc. Nhưng mà để bạn mà đầu tư một cách khôn ngoan á, là mình có là rất là nhiều cách để đầu tư, đúng không? Có thể là bỏ vô rót vô công ty của bạn, nếu bạn có công ty, bỏ vô Bitcoin hay là cứ một gì đó. Thì đó là những cái hướng dẫn mà Daniel đã hướng dẫn cho những video vừa rồi trước đây. Nhưng mà để bạn cái nào để xác nhận được là cái đầu tư nào á là tốt cho bạn, cái đầu tư tốt mà nó đúng cho bạn á, là cái đầu tư bạn biết hiểu biết về nó. Ok, nếu bạn hiểu biết về cái bất động sản, để bạn đã có kinh nghiệm về bất động sản khi làm bất động sản, nếu mà bạn có kinh nghiệm về Bitcoin, hay là bạn chưa có kinh nghiệm nhưng mà bạn thấy nó cái sự tăng trưởng của nó, mà cái sự có thể mà tương lai nó sẽ sử dụng á, bạn thấy cái thấy á, thì bạn có thể làm cái đó. Bạn có thể làm cái gì, bạn phải hiểu biết về nó. Nếu bạn không hiểu biết thì bạn phải học về nó, bởi vì nếu bạn hiểu biết về nó đó, bất cứ một cái đầu tư nào đó, nó sẽ có thời gian xuống và lên, nó sẽ có xuống tới đáy, vẫn có thể lên nhân 3, nhân 5, nhân 10, đúng không? Nhưng mà nếu bạn không hiểu biết về nó đó, lúc mà nó xuống đáy á, thì bạn không có sự tin tưởng vào nó đó, thì bạn sẽ thả nó đi, thì bạn sẽ thả và lấy lỗ, đúng không? Để mà bạn có thể tin tưởng về cái đầu tư của bạn đó là một cái sự đầu tư chính đáng, một cái sự đầu tư đúng, thì bạn phải học về nó và hiểu biết về nó sâu xa và tin tưởng với nó. Thì đó là một cái đầu tư. Con đường nó dẫn đến tự do tài chính đó, nó có rất là nhiều con đường để đi, giống như cái núi vậy đó, đúng không? Cái núi, cái đỉnh núi vậy đó. Thì có nhiều con đường mòn có thể đi lên tới được đỉnh núi, chứ không phải là không chỉ có một đường thôi. Riêng Daniel đang đẩy để đẩy về cái vấn đề là giống như học về blockchain, học về Bitcoin, học về tiền điện tử, đúng không? Thì Daniel đang đẩy cái đó, nhưng mà đó là một cái con đường của Daniel đi, chứ không phải, chưa chắc là cái đó này con đường đó nó sẽ thích hợp cho bạn. Ok, thì nên đầu tư vô những cái gì bạn hiểu biết về nó. Nếu bạn chưa có kiến thức đó thì bạn phải đi học. Ok, đi học về kiến thức đó. Nó ở riêng ở Việt Nam ngay bây giờ thì nó cũng có mấy cái lớp, mấy cái trường nó dạy về tiền điện tử, đúng không?
cái mã khóa nó như thế nào, để tiền điện tử blockchain nó như thế nào. Nếu bạn muốn mà có một cái tương lai ok tốt đẹp, không lệ thuộc vô đồng tiền để sống cuộc đời của bạn, thì rõ ràng bạn phải học về về đầu tư. Tôi có thể học về bất động sản, ok, thì có thể học về Bitcoin, có thể học về vàng, về có thể chứng khoán. Ra có rất nhiều con đường, nhưng mà bạn phải học nó một cách nghiêm trọng, ok, bạn hiểu biết nó sâu xa, ok, để bạn có thể đi ra đầu tư, ok. Có hai cách. Một là bạn có thể mướn những cái người chuyên nghiệp để làm cho những cái vấn đề đó cho bạn. Hai là bạn có thể tự làm. Và Daniel lúc nào cũng khuyên cái tự làm hết đó. Bởi vì lúc mà bạn làm của cải, mồ hôi bạn tốn rất là nhiều mồ hôi sức lực. Nhưng mà bạn đưa cái tiền đó cho những cái người mà nó gọi là nó giúp bạn đầu tư á, mất tiền á, người ta đâu có mất gì đâu. Mình riêng chỉ có bạn là mất tiền thôi, đúng không? Nên cái việc đó thì người ta cũng nghiên cứu, nhưng mà chưa chắc là đúng lắm. Ok, thì bạn phải lấy những cái thông tin của họ xuống và bạn nghiên cứu sâu xa thêm, ok, và bạn ra cái quyết định, ok, bạn là người ra quyết định, chứ không phải bất cứ một cái sàn giao dịch nào, hay là một cái người chuyên nghiệp nào, hay là một cái người YouTuber nào chỉ dẫn bạn thì không nên. Ok, để có được tự do tài chính thì bạn phải có đầu tư, bạn phải có rất là nhiều cái nguồn tiền nó tới với bạn, và để cho bạn có một cuộc sống thoải mái, chỉ vậy thôi, ok. Thì trước đây cũng có rất là nhiều video về làm sao để ra làm được những cái nguồn tiền mà nó tự tới, đúng không? Thì bạn có thể tham khảo với những cái video vừa rồi, ok. Riêng ngay bây giờ thì có thể là ok, đây nhiều chia sẻ là Bitcoin là một cái nguồn, ok. Bitcoin là nó cũng giống như là vàng điện tử gì đó, thì bạn có lấy giống như cục vàng của bạn, thì ngay bây giờ bạn có một cục vàng thì bạn không có làm được cái gì với cục vàng của bạn hết. Nếu bạn có một cái cục vàng, bạn sẽ đợi sự một cái sự tăng trưởng của nó thôi. Năm này qua tháng nọ rất là chậm, đúng không? Nhưng mà riêng tiền điện tử thì nó là một, tại vì nó là mã khóa, nó nằm trên mạng, nó là tiền điện tử mà, nó là vàng điện tử mà, Bitcoin là vàng điện tử. Nhưng mà bạn có thể lấy cái cục vàng này, bạn cắt ra chút xíu, có nghĩa là bạn cho nó cho những cái nhà băng nó vay, những cái sàn giao dịch nó vay, ok, nó cho lãi cho bạn. Trước đây bạn mượn tiền thì bạn phải đi nhà băng bạn mượn, nhưng mà ngay bây giờ lúc mà bạn có tiền Bitcoin á, bạn là nhà băng, bạn là một cái nhà băng riêng, thì bạn có thể lấy cái của cải này, cái tài sản này bạn cho người ta vay, bạn trở thành là một người nhà băng, chứ không phải là bạn phải đi vay, bạn trở thành một nhà băng. Nó là vậy đó, nó là một sự rất là thay đổi rất là tuyệt vời. Bạn trở thành một cái nhà băng và bạn cho người khác vay để xin lãi, cái đó là một cách khôn ngoan, ok. Vậy thôi, ok, tại bạn mà mình biết là có những cái bạn trẻ ngay bây giờ có rất là nhiều tiền của, nhưng mà người ta không biết để đem cái đồng tiền đó làm sao để sinh lợi hết, thì cái kênh này là một cái kênh chỉ dẫn cho bạn có thể để tạo một cái nguồn tiền cố định để có một cuộc sống thoải mái hơn. Và không như vậy nữa, mình sẽ làm sao giúp cho bạn để bạn có được gọi là generational wealth, nghĩa là một cái gì đó, cái tài sản mà có thể truyền đạt lại cho những cho con bạn, cháu bạn, chắc bạn, và nhiều thế kỷ kế tiếp nữa, bạn có thể truyền đạt cho họ, cái nghĩa là vậy, ok. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư tư vấn doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Xin chào mọi người.